Xin được tiếp tục với một số nội dung đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với số tiền lớn chưa từng có, lên tới hơn 87.600 tỷ đồng. Kết luận điều tra thể hiện bị can Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh có vai trò cầm đầu, chỉ đạo đồng bọn thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại hai trang web striponline.live và nagaclubs.com. Hai trang web này có máy chủ đặt tại Thụy Điển và bắt đầu hoạt động từ tháng 6 năm 2021 dưới hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bằng tiền kỹ thuật số Ethereum, ETH và Tethercoin, USDT theo mô hình đa cấp. Theo đó, người chơi sử dụng tiền đánh bạc và lôi kéo con bạc càng nhiều thì được hưởng lợi càng cao. Tại cơ quan điều tra, các bị can đã khai nhận mỗi trang mạng này có khoảng 20 triệu tài khoản tham gia đánh bạc theo hình thức giới thiệu đa cấp với số tiền đánh bạc khoảng 300 đô la Mỹ mỗi ngày. Theo đó, các tài khoản tham gia với số tiền đánh bạc trong 9 tháng qua lên tới hơn 87.600 tỷ đồng. Các bị can thu lợi số tiền đặc biệt lớn, chỉ tính riêng trang web nagaclubs.com là hơn 2,5 triệu đô la Mỹ được đem đầu tư nhà đất, ô tô và chuyển ra nước ngoài tẩu tán có dấu hiệu rửa tiền. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau hai phiên họp, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã đồng thuận và chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 với mức tăng là 6%, tương đương với 180 đến 260.000 đồng tùy thuộc vào từng vùng. Tin vui đối với người lao động sau quãng thời gian rất dài việc tăng lương bị trì hoãn vì dịch bệnh COVID-19. Các năm trước đây, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đều phải họp ít nhất 3 phiên. Tuy nhiên, năm nay các phiên làm việc giữa đại diện người lao động và người sử dụng lao động diễn ra khá thuận lợi. Hai bên đạt được thỏa thuận khi mới trải qua hai phiên họp. Theo đó, thì tiền lương tối thiểu vùng 1 dự kiến tăng thêm 260.000 đồng một tháng, lên mức 4,68 triệu đồng một người một tháng. Vùng 2 tăng thêm 240.000 đồng một tháng, lên mức 4,16 triệu đồng một tháng. Và vùng 3 tăng thêm 210.000 đồng một tháng, lên mức là 3,64 triệu đồng một người một tháng. Vùng 4 tăng thêm 180.000 đồng lên mức là 3,25 triệu đồng một người một tháng. Đề xuất tăng lương tối thiểu ở mức 6% cho cả 4 vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đã được trình chính phủ xem xét và quyết định. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe hai luồng ý kiến đại diện cho hai phía. Đại diện cho người lao động là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện phía người sử dụng lao động là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cùng nói về đề xuất này. Theo đại diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên 2 năm nay, chính phủ chưa điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng. Bên cạnh đó, dịch bệnh kéo dài đã và đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động và gia đình họ. Một bộ phận người lao động rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn, nên việc tăng lương tối thiểu vùng 6% kể từ ngày 1 tháng 7 tới là phù hợp và cần thiết lúc này. Trong cái bối cảnh phòng chống dịch thì 1,5 năm qua người lao động đã không được tăng lương. Và đến nay thì kinh tế của chúng ta đã phục hồi và phát triển tốt, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Do vậy thì các bên đã thấy cần thiết là phải tăng lương. Tăng lương tối thiểu cũng chính là một cái động lực để giúp cho doanh nghiệp, gây áp lực cho các doanh nghiệp là phải đổi mới khoa công nghệ, nâng cao năng lực quản trị để giúp cho các doanh nghiệp của chúng ta phát triển bền vững. Còn theo đại diện VCCI, mức tăng 6% cao hơn so với dự kiến đề xuất ban đầu của người sử dụng lao động. Đặc biệt, việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 sẽ tạo sức ép lớn khi các doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh lại phương án sản xuất kinh doanh cả năm. Các cái đơn hàng, các cái điều kiện đó đã được chốt ngay từ đầu năm. Mà bây giờ thậm chí họ chốt đến tận 31 tháng 12. Thế bây giờ mình điều chỉnh từ 1 tháng 7 thì khó khăn, doanh nghiệp sẽ phải vất vả thêm cái vấn đề sổ sách, vẫn phải tính toán. Theo phương án đề xuất tăng 6% thì vùng 1 sẽ tăng 260.000 đồng. Vùng 2 tăng 240.000 đồng, vùng 3 tăng 240.000 đồng và vùng 4 tăng 180.000 đồng. Hầu hết các ý kiến cho rằng việc tăng lương đi cùng với chính sách hỗ trợ được kỳ vọng sẽ giúp người lao động vượt qua khó khăn, là động lực để tăng năng suất lao động trong thời gian tới. Thưa quý vị, sau gần một năm không được tới lớp để phòng chống dịch COVID-19, vào sáng nay, gần 540.000 trẻ em mầm non tại Hà Nội đã được đến trường trong niềm vui của cả phụ huynh, giáo viên. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC. Ngày đầu đường đến lớp, nhiều trẻ đã òa khóc không muốn rời xa bố mẹ. Dù vẫn lo lắng dịch bệnh, nhưng các phụ huynh đều cho rằng
việc mở cửa trường mầm non là cần thiết bởi trẻ ở nhà quá lâu, không được học tập, trau dồi kỹ năng sống khiến con trở nên rụt rè, thiếu tự tin. Việc học sinh mầm non nghỉ học quá lâu cũng gây xáo trộn lớn với cuộc sống của các gia đình khi các con còn quá nhỏ, không thể tự ở nhà một mình, không thể tự chăm sóc. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường sẵn sàng đảm bảo an toàn về mọi mặt, trong đó có an toàn phòng chống dịch và phòng chống tai nạn thương tích, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm khi tổ chức hoạt động bán trú. Các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện khi trẻ học trực tiếp tại trường, đảm bảo giãn cách khi tổ chức các hoạt động ăn ngủ, học tập, vui chơi theo lịch hoạt động của từng lớp. Ngành giáo dục thủ đô cũng sẽ có những giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến thiếu trường, thiếu lớp cũng như thiếu giáo viên mầm non do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 thời gian qua. Thưa quý vị, thông tin liên quan tới công tác phòng chống dịch cho trẻ em. Tại buổi thông tin về tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sáng nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, hôm nay sẽ có giấy phép xuất xưởng với lô vaccine COVID-19 đầu tiên tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Đây là lô Moderna do chính phủ Úc tài trợ về Việt Nam tối ngày 8 tháng 4. Và chiều nay, lô vaccine kiểm định xong được chuyển đến Quảng Ninh và ngày mai 14 tháng 4 sẽ tiêm cho trẻ học lớp 6 trên địa bàn tỉnh này. Vaccine cũng được vận chuyển đến các địa phương khác để tuần tới sẽ tiêm cho trẻ lớp 6 trên toàn quốc. Xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng hội tụ gió trên độ cao từ 3.000 cho tới 5.000 mét đã di chuyển dần ra biển. Miền Bắc vì thế dự báo ngày mai sẽ có nắng sớm và nền nhiệt tăng thêm, duy trì ở mức từ 28 cho tới 30 độ C. Không chịu ảnh hưởng của hội tụ gió nên miền Trung trời đã có nắng và nhiệt độ tăng cao trở lại. Dự báo mức nhiệt cao nhất ngày mai phổ biến trong khoảng từ 30 cho tới 33 độ C. Riêng một số nơi tại vùng núi phía Tây như là Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà hay là Nam Đông do chịu tác động của hiệu ứng gió phơn yếu nên thời tiết sẽ nắng nóng nhẹ, mức nhiệt cao nhất trong khoảng từ 35 cho tới 36 độ. Trong khi Bắc Bộ và miền Trung nhiệt độ có xu hướng tăng thì tại miền Nam gió mùa Tây Nam bắt đầu xuất hiện. Dưới tác động của đới gió ẩm này, trong chiều và đêm nay, cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 29 cho tới 32 độ C, còn tại Nam Bộ, mức nhiệt sẽ ở khoảng từ 31 cho tới 34 độ. Hiện đang là thời điểm xuống giống, gieo trồng ngô vụ hè. Ngô là một trong số những cây có khả năng phát triển mạnh và sinh sôi cao. Do đó, để tránh hiện tượng cây đổ, ngã, ảnh hưởng tới chất lượng cũng như là năng suất về sau, bà con cần cày bừa đất trồng sâu từ 20 cho tới 25cm, phay nhỏ để thông thoáng tạo điều kiện cho rễ phát triển mạnh, cũng như là tăng độ bám cho cây, giảm đổ ngã. Ngô cũng là cây chịu úng kém, do vậy vào mùa mưa, đất trồng cần được xẻ rãnh hoặc lên luống cao để hạn chế hiện tượng ngập úng. Và như thường lệ, kết thúc bản tin sẽ là những tin tức đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai.